Ngày hôm nay tôi đã nhận được kẹo sô-cô-la của MrBeast. Kẹo sô-cô-la này chính là phần thưởng mà video trước tôi và Sammy đã solo game với nhau. Và để thực hiện lời hứa nên hôm nay tôi sẽ unbox và ăn thử kẹo sô-cô-la của MrBeast nha. Với lại là tôi vừa mới phát hiện ra có thêm kẹo Squid Game với lại kẹo cây nữa nè, nên là tôi quyết định là mua về để review cho anh em xem luôn. Và trước khi bắt đầu vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào, let's go. Ok, 500 anh em. Và món ăn đầu tiên của chúng ta, như anh em đã xem ở trên video đó, đúng như vậy, kẹo sô-cô-la của MrBeast. Rồi, bây giờ hiện tại là ở đây là mình đang có 4 loại kẹo sô-cô-la của MrBeast các bạn ạ. Đấy, thì ở đây là có loại màu đỏ nè, màu hồng nè, màu xanh dương và màu tím ở đây đó. Ok, không biết là từ đó đến giờ có anh em nào đang ăn kẹo sô-cô-la của MrBeast chưa ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thử đến cái gói đầu tiên màu đỏ này đi. Đây, ở đây hiện tại thì mình thấy là có ghi là sô-cô-la, sữa nè, với lại là gạo hay là ngũ cốc gì đó. Ừ, nói chung là như thế. Rồi. Trời ơi, nó nát bấy rồi. Ây da, vận chuyển hơi sai nha các bạn. Coi nè, cái cây kẹo của tôi nó đẹp bao nhiêu mà giờ nát bát hết trơn rồi, trời ơi. Cái này là như có đậu đúng không? Đúng rồi. À, gạo, gạo. Cái này là ngũ cốc hay là gạo gì đó. Nói chung là người ta để là rai các bạn à. Thì thường là gạo thì phải. Ok. Vì như thế nào, có ngon không? Có ngon không? Wow. Nghe bảo đây chính là kẹo sô-cô-la ngon nhất thế giới đó các bạn. Đúng không? Không ngọt. Không ngọt. Mà nó vừa. Vừa. Vậy hả? Ok rồi, tới lượt Phong, Phong phải thử bạn ơi. Cái kẹo màu đỏ này các bạn thì nó không có bị ngọt quá. Mà đúng khi rồi. Mà ăn vào bên trong ấy, thì chúng ta sẽ nhai nó hơi giòn giòn sực sực. Tại vì bên trong nó có gạo. Đúng rồi, nó rất là giòn. Nó có gạo hay là ngũ cốc gì đó, nó khá là giòn giòn sực sực. Mình cảm nhận là nó hơi có tí vị chua chua nhẹ nhẹ nữa bạn. Nói chung mà thấy cũng giống sô-cô-la bình thường. Ừ, có thấy cũng giống sô-cô-la bình thường thôi. Chứ nhưng cũng chưa thấy gì đặc biệt gì lắm. Không ngọt quá. Không ngọt quá rồi, ok. Đến tôi cho tôi màu hồng đi, cho tôi mình bóc đi. Rồi ok, cái màu hồng này để sao mình bóc đi. Xin giới thiệu các bạn, đây là sô-cô-la MrBeast phiên bản màu hồng. Đây là phiên bản sô-cô-la original, có nghĩa là phiên bản rồi gì đó. Ờ, cơ bản nhất đó, là không original. Có gì trường. Ăn nhá anh em, let's go. Vô. Rồi, thử miếng nha. Nguyên bản quá, nguyên bản nó sẽ như thế nào. Nguyên bản luôn. Ừ, kiểu sô-cô-la nguyên bản, đúng nghĩa nguyên bản luôn. Nó không có cái gì đó đặc biệt hơn ngoài gọi là vị sô-cô-la khá là ngon các bạn ạ. Đây là sô-cô-la nguyên chất luôn. Cảm giác nó hơi bị đắng nè. Nó lại có vị chua các bạn ạ. Không hiểu sao là mình lại ăn sô-cô-la mình lại có vị chua ta. Nhưng mà tôi thì tôi lại thích cái vị gọi là ngũ cốc này hơn á. Cái vị gạo nè, gạo hay ngũ cốc. Cái này hơi cơ bản nên nó cơ bản quá. Ừ, cái này cơ bản quá rồi. Ok. Bây giờ thì hiện tại mình với Sam còn hai thanh kẹo cuối cùng. Thanh kẹo màu tím và thanh kẹo màu xanh. Ok. Màu cam ông ơi. Màu xanh hay màu cam gì cũng được. Rồi, cái này là cái vị gì vậy? Cái màu cam này của chúng ta sẽ có một vị đó, chính là vị biển hả? Biển hả? Vị biển hả? Vị hải sản hả ta? Sô-cô-la mùi hải sản hả? Không, tôi nghĩ chắc là biển khơi đó, thì ông sư mát mẻ đó. Hình như cái này là sô-cô-la vị biển khơi đó. Ok rồi. Còn cái màu tím này á thì sẽ là sô-cô-la ăn chung với sữa sẽ ngon hơn. Đúng rồi. Nhưng mà hiện tại mình không có sữa, cho nên là tôi nghĩ là cái này chúng ta sẽ để dành lại đi các bạn. Khi nào chúng ta có sữa chúng ta sẽ ăn nha. Okay. Chúng ta sẽ ăn cái vị biển này thử nha. Rồi, bây giờ Sammy thử cắn miếng sô-cô-la vị biển nè. Coi chừng ăn vô nghe mùi tôm hùm Alaska. Ngon. Rồi cắn miếng nè. Ngon chưa? Wow, mùi tôm. Mùi ui, của hoàng đế. Mùi mực. Ui, mùi ốc. Mùi gì thơm quá vậy? Ui, tôi cắn miếng sô-cô-la vô tôi có thể cảm nhận được mùi thịt của cá heo. Wow. Trời ơi. Hiện tại chúng ta đang có một người bạn mới, chính là Kairon sẽ vào đây test cùng với chúng ta. Yeah. Thì xin hiểu với Kairon, đây chính là kẹo sô-cô-la của MrBeast vị biển. Là vị, nó biển. Ăn. À, vị biển hả? Vị nó biển ăn không, không, không bữa giờ được ăn mà nay mới được ăn rồi. Cắn một miếng thật to luôn. Cắn miếng luôn, cắn luôn, cắn miếng luôn. Được, được cho nguyên miếng luôn á, ăn luôn. Cắn miếng to vậy. To dữ rồi. Sao sao sao, thấy mùi vị như thế nào cũng ngon không? Dạng tôm hùm Galaka rồi gì ta. Ngon quá. Ok, ngon hơn, cái này ngon hơn, vị này vị ngon nhất. Để tôi xem coi, trên một thanh kẹo của MrBeast thì chúng ta sẽ có khoảng 170 calo cho một thanh này á. Ôi vậy là ít đó bạn. Vậy là ít ha. Đúng rồi. Tính ra 170 calo là chắc bằng chén cơm thôi à. Đúng tại rồi. Tại vì nó không ngọt, cái công nhận nó không ngọt. Nó không ngọt lắm, nó chỉ bình thường á. Mấy bạn biết là thanh sô-cô-la là phải 500, 600 calo. Đúng rồi. Cho nên là bạn nào đang giảm cân cũng có thể ăn kẹo của MrBeast nha. Hy vọng là MrBeast sẽ like video này. Ủa hồi nãy mình mới ăn vị nào vậy? Hồi nãy bạn mới ăn vị màu đỏ nè. Cái này là gì vậy? Vị này là vị original.
Rồi ngon. Cái ăn lúc nào miếng to hết trơn vậy. Có vị đắng của sô cô la ngươi có? Đúng rồi, cái này là hơi đắng nè. Đừng nhẹ đấy. Có. Sô cô la. Bạn ăn sô cô la hay bạn ăn kẹo dừa bánh che bạn nhai dữ được. Nhai mà dính dính lưỡi lè 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 đó. Mình nói đang gọi là cảm nhận coi là 300 ngàn. Anh Mr. Beast nói có đúng không? Tại anh Mr. Beast nói là đây kẹo là ngon nhất thế giới. Ngon nhất thế giới bạn. Không biết đâu, mình công nhận nha. Nhưng mà phải ngon. Nó ngon thiệt các bạn. Tại ngon. Bình thường mình ăn sô cô la vô mình cứ thấy nhức đầu nào á. Nó bị ngọt quá. Ăn sô cô la mình sẽ nhức đầu. Tại nó đắng đắng cái nào á. Còn cái này mình thấy ngon á. Ngon hả? Ủa nãy giờ mình chưa thử cái này á. Cái này á, cái loại này thì tôi quyết định là tôi sẽ chừa lại nha bạn để give away nha. Ồ dạ. Give away cho bạn fan may mắn nhất. Rồi vậy nếu mà để mình chấm điểm ba cái loại sô cô la ở đây thì mình sẽ chấm cái này là nhất nè. Này nhất nè. Cái này là cái nhì. Cái nhì. Và đây là cái thứ ba. Cái thứ ba. Đó. Còn Phong á thì Phong sẽ chấm khác cay xíu thôi. Cái này vẫn là nhất nha bạn, cái vị gạo nè. Tiếp theo là vị original và vị tiếp theo là vị biển. Phong không thích vị biển cho lắm. Tôi thì cũng giống Phong với Trang luôn, tại vì vị biển nó ăn ra cái Alaska luôn. Vị biển ăn vô nghe mùi tôm hùm Alaska. Ôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn tiếp theo nha bạn nha. Let's go. Đầu tiên thì chúng ta sẽ inbox thử kẹo Squid Game nha bạn. Thì mọi người cầm một cái đi. Ok, rồi để xem coi. Tôi sẽ ra hình tròn. Chúng ta sẽ ra hình tâm gì giác, đây? Tâm ok, giác, sẽ giác. Thử nha. Ba. Ôi, hình gì ta? Ôi, hình tròn. Ôi, hình trái tim. Cái đó, trái tim hả? Còn sao hình gì vậy? Sam là hình khó nhất trong phim luôn. Hình cái dù. Oh my god. Hình cái dù khó lắm đó nha. Khó nào vậy? Ủa, sao của tôi có hai cái rồi vậy? Đâu? Ôi, trời ơi. Người ta giao lộn rồi. Người ta giao lộn hai cái rồi. Trời ơi, khuyến mãi. Không chơi hai lần nữa. Và ở trong đây sẽ có một cái kim nha bạn. Cái kẹo này mà tắt bì mà hư là sao ta? À, trong phim á là đúng rồi là bị bằng á. Bây giờ ở ngoài đây mà ai mà tắt kẹo thua là người đó phải ăn viên kẹo thúi nha. Được. Ngon rồi, ai bóc ra được thôi. Người thua đầu tiên là người sẽ ăn kẹo đầu tiên. Đúng rồi, đó. Người phải là người thua đầu tiên. Từ từ, trong phim mà nó liếm như này nè. Trong phim liếm kìa. Phong thì để Phong thử dùng bằng cách truyền thống là dùng bằng cây kim coi có thể làm được không nha. Ê, nó dày quá, nó trong phim nó dày vậy đâu. Ôi, cái này đúng dày luôn mày. Nó như cái bánh vậy mấy má. Phim nó mỏng mà. Cái bánh thôi, cái kẹo cái bánh đó mấy bạn. Ờ, nhưng mà nó dày như thế này thì làm sao mà chúng ta có thể dùng cây kim mà chúng ta đâm nó được trời. Ê, cây mình thử dùng cách trong phim luôn đi. Mình dùng cây kim chứ không được đâu cây, dùng cách trong phim này. Trời ơi, cái kim này là một kim đáy bể thiệt á. Không có cách nào mà làm được hết. Làm sao mà được. Ngọt quá. Đây, để mình làm thử nha. Ê, thử bẻ đi bẻ. Thôi, mình tách bằng tay đi, tách bằng tay đi mọi người cho nó nhanh. Gì? Ờ, nếu mà bạn không biết thì trong phim á. Ôi, được rồi. Đu. Ôi. Đây còn miếng nữa nè để mình bẻ cho bạn coi. Tôi tôi thành công. Anh còn sống. À, còn sống hả? Tôi thành công nha bạn. Đâu cây bẻ coi. Rồi bây giờ mình bẻ. Được. Wow, được. Còn hai cái lớp cuối thôi bạn. Yeah. Oh, hình trái tim luôn. Rồi của Sam nè. Tôi bẻ không được. Trời, cái dù sao bẻ trời. Nó bẻ được. Cái dù cứng quá, cái dù phim á, trong phim là mình chỉ có 10 phút để làm thôi. Mà nó đưa cái bánh này là coi như là mình xong rồi á. Cái cây dù này là khó bẻ nhất nha bạn nha. Sammy là chịu thua rồi, cho nên là Sammy sẽ phải tôi ăn kẹo chuối. Không tin là tôi sẽ ăn được kẹo chuối bạn. Trời ơi, xui gì. Xui dễ sợ, xui dễ sợ. Thôi còn mấy cái hộp kẹo còn lại nè, để mình mở ra cho bạn đây. Xem luôn bên trong của nó là hình gì nha. Không lẽ tôi xui vậy. Ok, hình tiếp theo chúng ta sẽ là hình. Của mình là hình vuông nha anh em. Còn có hình là hình tam giác các bạn. Cái hình này là cái hình dễ nhất trong hình phim luôn. Hình tam giác dễ nhất trong phim luôn. Cái là hình Sam là hình ngôi sao. Không dễ hơn nãy. Không, cái hình này khó. Cái hình này cũng khó luôn á. Làm sao bẻ được nè. Ủa, bây giờ nhiều khớp đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bọn mình ăn thêm cái lần nữa đi là Sammy phải ăn hai viên kẹo thúi luôn. Đúng rồi. Ê, đừng. Ê, bây giờ còn hình vuông với lại là trời, hình tam giác là dễ thôi. Còn của Sam là hình ngôi sao. Ê, trong số kia là tôi thua sớm nhất không á. Chứ sao nữa. Từ nãy giờ mà ở trong phim là Sammy bị băng. Trời ơi, tôi yêu Việt Nam. Trời ơi. Đây của mình là hình vuông nha anh em. Tôi nghe nó bẻ được từ từ. Trời, mình lại tách thêm được một lớp nữa nè mọi người. Wow, cay đỉnh vậy ta. Tôi là bẻ bằng tay luôn bạn, tôi hình vuông mà tôi lo gì. Nè, bẻ nè.
một lớp. Rồi. 2 3 4 quả đơn giản, quả đơn giản. Ơ, hình như Sam làm được kìa. Ủa Sam làm được chứ? Đứa đứt cái chân rồi. Không được hạnh mới sao nữa. Vậy là coi như kết quả Sammy sẽ ăn 2 viên kẹo thôi. Gì vậy? Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Tôm tên là tôi xua anh chị mà. Rồi ok. Rồi bây giờ sẽ tới lượt kẹo thúi của chúng ta. Đây trên cái kẹo thúi này là nó sẽ có một cái vòng để xoay như thế này nè các bạn. Đó. Chúng ta sẽ có 5 vị cho cái kẹo thúi này. 5 vị. Đúng. Tuy là nó hơi ít so với kẹo thúi Việt Nam nhưng mà mình tin là nó sẽ siêu kinh dị. Cái kẹo thúi này nó có một cái đặc biệt nữa, đó chính là kẹo thúi siêu cay nha các bạn. À, nó còn có vị cay nữa. Ê, mình chưa tưởng tượng được là cay như thế nào nha. Nó vừa thúi mà nó vừa cay. Nhưng mà mình là người thích ăn cay lắm nên là mình mà có ăn thì chắc mình chịu được á. Bạn bè thích ăn cay lắm mà. Để tí nữa mình lấy cái cay của quốc bạn cho bạn ăn. Wow. Đây là ở bên trong của nó nè các bạn. Ở bên trong của nó sẽ có rất là nhiều những viên kẹo như thế này, và những viên kẹo sẽ được bọc ở trong những cái bịch nhỏ như thế này. Nguy hiểm quá. Nhìn có vẻ khá là nguy hiểm đó. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dùng thử nha. Thì trước tiên chúng ta sẽ chơi theo đúng luật đi, là xoay cái này. Rồi, mời chị Sammy Đào xoay. Xoay 2 lần luôn hả? Xoay 2 lần. Rồi, viên kẹo đầu tiên. Màu cam. Màu cam, viên kẹo màu cam rồi tiếp. Ồ, màu cam và màu đỏ luôn. Ủa sao màu cam màu đỏ? Màu cam màu đỏ. Màu nhẹ nhất, màu nặng nhất là sao? Màu nhẹ nhất và màu nặng nhất để Phong xem coi. Đây rồi. Màu cam đó. Đây, chúng ta sẽ có những cái viên tròn tròn như thế này nè các bạn. Rồi ok. Rồi bây giờ Sammy hãy bóc cái viên màu cam của Sam đi. Màu mong cam nha. Mong nó sẽ ổn. Rồi Sam ăn thử đi Sam. Nhẹ nhất đúng không? Thoải mái. Nhẹ nhất, vị vị màu cam là vị nhẹ nhất. Sao? Gì vậy ta? Gì ta? Sao cảm giác căng thẳng quá ta? Cay hả? Cay hả? Cay hả? Cay hả? Ôi 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 ôi. Chết cha chưa, Sam còn cái viên màu đỏ nữa. Ê nó cay quá à. Ủa cái viên nhẹ nhất mà Sam đã cay như vậy rồi hả? Ôi cơ. Thôi rồi bây giờ là đến cái viên nặng nhất. Thôi chịu. Không, bởi vì viên nặng nhất này tôi nghĩ Sammy sẽ chịu không nổi đâu, cho nên tôi sẽ ăn giùm cho Sam. Mình cũng muốn thử. Cái cũng thử à? Vậy mình với bạn ăn không? Viên nhẹ nhất trước đi. Thôi mình muốn thử mình với bạn chơi viên cay nhất luôn. Cay nhất luôn. Đúng rồi. Hai đứa mình thử viên cay nhất luôn. Wow. Mình cũng có sở thích ăn cay mà. Rồi ok, lấy. Đây đây cái viên mình nó đậm đậm như vậy. Đậm này á. Ok. Đây bạn có thấy bột ớt trong đây không? Nó nhìn nó có vẻ giống bột ớt quá bạn. Viên màu đỏ nha anh em. Rồi, vô. Vô nè. Vô nè. Đụng nè. Nhìn cam. Cay đó. Ôi nó cay quá. Thầy ông, thầy ta ăn viên gì? Nó cái vị cay của nó giống như kiểu cái vị cay mà mình ăn kiểu bún bò hay là hủ tiếu mình bỏ ớt sa tế vô á. Nó giống như trái ớt hiểm mấy bạn. Ủa ớt hiểm hả? Tôi nướng nước bọt quá trời. Quên đó, không được thử nha. Đừng thử dù chỉ một lần. Nó có chữ warning nè. Đừng thử dù chỉ một lần. Dẹp đi. Đây là gương mặt của tôi sau khi ăn cay. Nó đỏ lên hết luôn các bạn ơi. Đỏ hết luôn cay nè. Ngơ ngậm đá các bạn. Mình đang ăn sô-cô-la cho nó đỡ cay các bạn ạ. Ờ, thiệt sự luôn á. Ok 500 anh em, hiện tại thì bọn tôi cay quá rồi, cho nên là bọn tôi sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn nha. Và nếu như bạn nào muốn bọn mình ăn thêm những món ăn nào tiếp theo nữa thì các bạn hãy đừng quên cơm mình xuống bên dưới cho bọn mình biết nha. Hôm nay mình chỉ ăn 3 món thôi nhưng mà 3 món này nó hành hạ bản thân bọn mình quá. Nhớ nhấn vào nút đăng ký đó nha. Cậu Gia Hy, tạm biệt. Bye bye. Cay quá.